Nào, kết hợp coordinator layout và ABA layout. Đúng không? Kết hợp và app 3 layout. Các bạn chú ý nhé, cái thằng gì coordinator layout này thì nó giống như frame layout, còn app 3 layout thì giống như linear layout, gì nhỉ, được chưa nhỉ? Và nó chính là gì, chứa gì, toolbar nhé. App 3 layout sẽ chứa toolbar. Như vậy cách dùng kết hợp để làm gì thì các bạn nhìn đây, ta sẽ thực hiện, các em mở cái phần 701 này nha. Bây giờ các em xóa hết đi, 701 đây, xóa hết những cái linh tinh này nhé, xóa hết đi. Rồi, bây giờ quay trở về phần này cũng phải xóa hết, không cần giữ gì hết. Rồi, ok. Như vậy là ta có cái này, và bạn chú ý là kiểu gì cũng phải có cái này nhé. Bài nào tôi cũng nói là phải thêm cái dòng này vào để sử dụng gì? Sử dụng material đúng không? Chúng ta quay trở về phần này. Các em gõ vào đây. Đầu tiên bạn convert cho thầy. Convert view. Chọn cho thầy là gì? Coordinator layout nhé. Ok. Coordinator layout. Xong rồi. Bây giờ bạn gõ cho thầy là gì? App 3 layout nhé. App 3 layout. Kéo vào đây. Nào bây giờ nó sẽ có các cái mẫu cho bạn sử dụng này. Đấy, nếu bạn chọn cái collapsing là gì, toolbar thì nó như thế này. Như vậy ở cái phần expand là mở rộng lên này, cái phần collapse là nó sẽ như thế này. Nếu bạn muốn có background thì bạn có thể chọn cái này nhé. Đấy, hình ảnh background đây nhé. Fit status on image, nghĩa là nó vừa fit với gì, vừa fit với ảnh. Và cái này là nó sẽ gì, cho phần hỗ trợ là gì, scrolling như vậy. Bạn nếu bạn muốn sử dụng cái action button, ta click vào đây, float action button thì nó sẽ có hình ảnh này đúng không nhỉ? Đấy, đây. Ok. Và nếu bạn muốn có tab thì ta dùng cái này đúng không nhỉ? Đấy, đúng không nhỉ? Nhưng mà thôi, ta không dùng tab vì tab chúng ta học bài trước rồi, bỏ đi, ta dùng cái này thôi. Đấy. Và chúng ta chọn gì, ok. Như vậy ta đã có một cái đầy đủ những cái thành phần app 3 này nhá. Sau đây ta lấy một cái text view, ta gõ vào đây view, kéo text view vào đây. Ok, bây bạn kéo cái text view, mở rộng cái text view này ra để chúng ta text cho nó được nhiều nhá. Và ta kéo vào đây thì nó tự động nhảy vào cái gì, nít đúng chưa, scroll view đấy. Em gõ tách tách vào đây đi, em gõ tách vào đây cho nó tách view ra, gõ tách vào đây, tách view đâu rồi, đây rồi đó, nó ghi là tách. Có tách chưa? Có rồi chứ nhỉ? Đây này. Ctrl C này. Ctrl V. Copy. Ctrl C. Đấy, hình ảnh như thế này chứ nhỉ? Nào bây giờ các em chạy thử.
Thì đối với cái giao diện bạn khi bạn dùng như này để nó hỗ trợ về bạn trượt trượt layout, tạo những hiệu ứng trượt ấy. Nào các bạn nhìn đây, đúng không? Đây hình ảnh như này, bạn thấy đường chuột chuột này thấy không? Đấy, hình dung chưa? Dạ, ví dụ thế nhé, trượt được đúng không? Ví dụ thế. Như vậy là cái việc này nó hỗ trợ gì chúng ta trượt nhỉ? Vút lên vút xuống được. Rồi ok, còn ngoài ra có những cái float thì bạn biết rồi. Đó, như vậy đó là cách chúng ta sử dụng cái kết hợp giữa coordinator layout và app 3 nhé. App 3 thì rất là đơn giản, bạn chỉ gõ thêm cái gì app 3 layout ở đây đúng không, ta kéo vào đây thì ta tích, ta lựa chọn những thành phần cho nó phù hợp với cái chúng ta mong muốn. Ok, như vậy là ta đã xong nhé.